Tân. Về phía chủ hôn họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Hòa và bà Lê Thị Lài là song thân phụ mẫu của chú rể đến từ Hàm Cường, Hàm Thuận Nam. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay tất cả quý vị chúng ta có mặt đông đủ như thế này cũng đã nói lên một điều rằng tất cả quý vị đã yêu mến gia đình của chúng tôi nhiều như thế nào. Và để đáp lại tình yêu mến của tất cả quý vị thì sau đây cũng xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện đến từ hai bên gia đình. Về phía đại diện họ nhà gái, con xin được trân trọng kính mời bác Xanh. Về phía đại diện họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời bác Tám. Kính thưa tất cả quý vị quan khách hiện có mặt trong hôm trường ngày hôm nay, kính thưa toàn thể quan viên hai họ cùng anh chị em bằng hữu gần xa, hôm nay gia đình chúng tôi hân hoan đón tiếp tấm chân tình của quý vị đã dành khoảng thời gian quý báu đến chung vui và chúc phúc cho hai con cháu của chúng tôi trong ngày lễ vô quy hôm nay. Lời chân thành của gia đình chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả quý vị đã có mặt trong hôm trường ngày hôm nay, và chúc quý vị có được một buổi tiệc cùng gia đình chúng tôi ngon miệng và vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, con xin cảm ơn những lời phát biểu thật hay, thật ý nghĩa của bác Xanh về đại diện bên họ nhà gái rất là nhiều. Và để đáp lại tấm chân tình bên họ nhà trai thì sau đây cũng xin được trân trọng kính mời bác Tám. Về đại diện bên họ nhà trai cũng có đôi lời gửi đến toàn thể tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, kính thưa hai họ nội ngoại, ông bà, cô chú bác, dì cô mợ và quý khách gần xa, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày chính thức của hai cháu thành vợ thành chồng. Vì vậy gia đình chúng tôi trân trọng kính mời hai họ nội ngoại, ông bà, cô chú bác, dì cùng mợ và quý khách còn xa đã dành dụm chút ít thời gian quý báu đến đây tham dự buổi lễ cưới của con cháu chúng tôi. Có gì thiếu sót, mong hai họ, cô chú bác, dì cùng mợ và quý khách còn xa vui lòng thông cảm bỏ qua cho. Cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn dịch vụ Tuấn Loan và ban nhạc gì tôi cũng biết là xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, con xin cảm ơn những tâm tình và những lời phát biểu của bác Tám rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể tất cả quý vị, ngày hôm nay hai con của chúng tôi đi xây dựng cho mình được một tổ ấm mới. Thì những bậc làm cha, làm mẹ không tránh khỏi những bồi hồi, những xúc động. Và những bồi hồi, những xúc động ấy cũng đã thông qua những lời phát biểu đến từ hai vị đại diện, đến từ hai bên gia đình, đó chính là bác Xanh và bác Tám. Và lần nữa xin cảm ơn hai vị đại diện rất là nhiều. Và con xin mời hai vị đại diện chúng ta hãy cùng nhau tiến lên sân khấu một bước, cắt một cái bắt tay thân thiện để thêm gắn kết tình thông gia. Dạ, con xin cảm ơn bác Xanh, cảm ơn bác Tám rất là nhiều. Và con xin mời hai vị đại diện hãy trở về bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, kính thưa tất cả quý vị khách quý. Cha mẹ tóc đã bạc màu, nuôi con khôn lớn một đời gió sương. Mẹ là hương sắc mùa xuân, cha mang hơi ấm ủ từng giấc đông. Cho con giấc ngủ ấm lòng, cha mẹ mãi mãi là người tuyệt vời nhất thưa quý vị. Và chúng con đang muốn đưa đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của nhân bậc làm cha, làm mẹ. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Từ ngàn xưa thì những truyền thống, những đạo lý tốt đẹp vẫn còn loan truyền mãi trong con người Việt Nam của chúng ta thưa quý vị. Và một trong những truyền thống, những đạo lý tốt đẹp ấy đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Xin hãy một lần nữa tôn vinh lên những bậc làm cha, làm mẹ, những người đã có công sinh thành và dưỡng dục, góp phần làm nên cho đôi uyên ương có được ngày vui, ngày trọng đại hôm nay.
Sau đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau dâng lên cho cha mẹ của mình những ly rượu hiếu thảo trong ngày vui hôm nay. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người phải sống thế nào. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau dâng những ly rượu hiếu thảo lên cho chủ hôn họ nhà gái. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn. Xin kính chúc họ nhà gái từ đây đã có được một chàng rể thảo. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhau dâng những ly rượu hiếu thảo lên cho chủ hôn họ nhà trai. Dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta, chỉ một giây thôi. Xin kính chúc họ nhà trai từ đây đã có được một cô dâu hiền. Kính thưa cha mẹ, chúng con xin hứa với cha mẹ rằng suốt cuộc đời này chúng con sẽ luôn yêu thương nhau và luôn gắn bó với nhau đến hết cuộc đời. Rượu lành kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ơn sâu nghĩa nặng như là núi non. Và con xin mời chủ hôn hai gia đình chúng ta hãy tiến lên sân khấu một bước, cùng cạn ly để gắn kết tình thông gia. Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới đơm hoa kết trái, sông có nguồn mới bể đàn sông sâu. Mà lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao đất trời. Rồi ngày hôm nay con đi xây dựng cuộc đời, thật là vui, thật là hạnh phúc khi có sự chứng kiến của cha của mẹ cho hai con trong ngày vui hôm nay. Và một lần nữa xin mạnh phép kính mời ba mẹ chúng ta hãy cùng nhau bắt thêm một cái bắt tay thân thiện nữa để cho tình thông gia thêm gắn kết. Và xin chúc cho thông gia tình nghĩa hai nhà muôn đời gắn kết mặn mà keo son. Xin cảm ơn chủ hôn hai gia đình rất là nhiều. Và con xin mời hãy trở về bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp, rất lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà không ai có thể hiểu hết được về nó. Và để cho tình yêu của hai bạn thăng hoa nhiều hơn nữa, xin mời đôi uyên ương chúng ta hãy cùng nắm tay nhau tiến đến thắp ly tình yêu để cùng nhau thực hiện nghi thức rót rượu sâm banh. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao xa, lời hát xin cảm ơn tình yêu. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, chúng ta đang chứng kiến hình ảnh đời uyên ương tay trong tay, vai kề vai rót đầy những ly rượu mật yêu thương. Anh yêu em như bướm say hoa, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thề. Ánh sáng tươi màu chổi tình yêu, hai bạn lộng lẫy đẹp yêu kiều, bao nhiêu ấp ủ hằng mơ ước sống đến bên nhau hết cuộc đời. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Và những người ta từng gặp, chưa ắt là ngẫu nhiên. Và ngày hôm nay những ly rượu mật đang chảy đầy trên thắp ly tình yêu của đôi bạn. Và nguyện cho ông Tơ bà Nguyệt hãy chứng kiến và chúc phúc cho đôi uyên ương hôm nay và mãi mãi.
Sau nghi thức hạnh phúc này, xin mời đôi bạn chúng ta hãy cùng nắm tay nhau tiến đến chiếc bánh kem tình yêu để cùng nhau thực hiện nghi thức cắt bánh kem tình yêu. Chiếc bánh kem tượng trưng cho sự chia ngọt sẻ bùi. Và ngày hôm nay hai bạn chính thức gọi nhau hai tiếng thân thương mình ơi. Bánh tình bánh nghĩa bánh phu thê, hai mái đầu xanh trọn ước thề, trăm năm muôn kiếp tình không đổi, một lòng một dạ chữ sắc son, cũng như dây trầu quấn lấy thân cao. Chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời, dù cho vật đổi sao dời, tình chồng nghĩa vợ muôn đời có đôi. Và đâu sau đây xin mời đôi bạn chúng ta cùng nhau thực hiện nghi thức hạnh phúc nhất của đôi bạn trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là nghi thức uống rượu giao bôi. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, mạn phép kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy rót đầy những ly bia, những ly nước ngọt của mình và hô to 1, 2, 3 để cùng chúc mừng đôi uyên ương được không ạ? À? Ly đầu ạ. 1, 2, 3. Nếu em là chén rượu đầy, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và một lần nữa xin kính chúc đôi uyên ương trăm năm tình nghĩa vợ chồng, muôn đời gắn kết mặn mà keo son, xây nhà lập nghiệp sinh con, việc gì cũng thuận cũng bon cũng thành. Cũng không quên kính chúc toàn thể tất cả quý vị chúng ta công việc luôn thuận lợi và công danh luôn tiến tới. Hãy cho phép Thiên Kim ơi giữ đôi uyên ương trên sân khấu một chút xíu thôi thưa quý vị. Thì ngày thường à, hai bạn quen nhau dành tặng cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Mà những nụ hôn này thường e ngại, e thẹn và rất là mắc cỡ thưa quý vị. Thì hôm nay được sự cho phép của các đấng sinh thành cũng như các sự chúc phúc của toàn thể tất cả quý vị, thì xin đôi uyên ương chúng ta hãy dành tặng cho nhau một nụ hôn nồng cháy tại sân khấu hạnh phúc này được không chú rể ơi? Dạ được. À, nếu như mà được thì xin mời hai bạn chúng ta quay mặt lại nhau. Rồi, theo MC được biết là hôn má trái xin con gái, hôn má phải xin con trai. Rồi, hôn chính giữa môi là xin đôi. Rồi tùy chú rể mình muốn hôn đâu mình hôn ha. À, kính thưa toàn thể tất cả quý vị, khi Thiên Kim mời đôi uyên ương trên sân khấu dành tặng cho nhau một nụ hôn, thì kính mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn thật là lớn, dài thật là dài để cho nụ hôn trên sân khấu của chúng tôi sâu thật là sâu thưa quý vị. Và chuẩn bị 1, 2, 3. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Hãy xin cảm ơn đôi bạn rất là nhiều. Và tất cả các nghi thức vừa rồi cũng đã tạm khép lại buổi lễ vô quy trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin mời đôi bạn chúng ta hãy trở về bàn tiệc để cùng gửi những lời cảm ơn cũng như nhận lại những lời chúc phúc từ toàn thể tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời.